chào quý vị đang đến với bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam và Sao Pháp luật Việt Nam. Bản tin tổng hợp toàn bộ tin nóng về COVID-19 của chúng tôi đang phát trực tiếp tại địa chỉ trực tuyến tvphapluat.vn, fanpage và YouTube của truyền hình Pháp luật Việt Nam và trên Sao Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ sao.baophapluat.vn. Mở đầu bản tin phòng chống COVID-19 trưa nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi thông tin cập nhật từ Bộ Y tế. Trong hướng dẫn mới nhất, Bộ Y tế nêu rõ tất cả người nhiễm COVID-19 có bệnh nền, có thai, béo phì, người trên 50 tuổi và trẻ em dưới 12 tháng tuổi đều phải được điều trị tại bệnh viện. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 4156 trên QĐ-BIT kèm hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Trong hướng dẫn này, Bộ Y tế nhấn mạnh trong thời gian chờ đợi được đưa đến bệnh viện, người bệnh cần được chăm sóc và phòng ngừa lây nhiễm như những người nhiễm khác, theo dõi sát hơn để phát hiện tất cả những bất thường, gọi cho nhân viên y tế phụ trách theo dõi sức khỏe gia đình hoặc của chính quyền địa phương hoặc đường dây nóng khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mang theo thuốc sẵn có vào bệnh viện để tiếp tục sử dụng và thông báo với bác sĩ điều trị về bệnh nền và thuốc đang sử dụng của mình. Gia đình cần tích cực động viên, an ủi người bệnh. Bộ Y tế cũng hướng dẫn cần bố trí người nhiễm ở phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, nếu không có thì đánh dấu không gian riêng cho F0. Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác. F0 cách ly, điều trị tại nhà, không ăn uống cùng với người khác, di chuyển ra khỏi khu vực cách ly, tiếp xúc gần với người khác. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có một số lưu ý khác về việc vệ sinh dụng cụ ăn uống của F0 để tránh lây nhiễm, như F0 nên có một bộ đồ ăn riêng, tốt nhất là nên dùng những dụng cụ dùng một lần, rửa bát đĩa bằng nước nóng và xà phòng, nên tự rửa bát ở phòng riêng. Nếu cần người chăm sóc hỗ trợ thì người chăm sóc phải mang găng khi thu dọn đồ ăn và rửa bát đĩa. Luôn mở cửa sổ, cửa lối đi khi có thể, nhằm cho không khí luôn được thay đổi, không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác, không để luồng khí thổi từ phòng F0 sang không gian chung, sử dụng quạt và máy lọc không khí. Đối với ca mắc COVID-19 là trẻ em thì Bộ Y tế hướng dẫn cha mẹ hãy bình tĩnh nếu con mình nhiễm COVID-19 và tự tin vào khả năng chăm sóc trẻ khi trẻ nhiễm. Tuy nhiên, cha mẹ cần để ý xem trẻ có thay đổi hành vi hay không, đặc biệt là khóc hoặc cáu quá mức ở trẻ nhỏ, lo lắng hoặc buồn thái quá, thói quen ăn uống hoặc ngủ không lành mạnh, hoặc biểu hiện là dễ cáu và hành vi cư xử không đúng đắn ở thanh thiếu niên, kết quả học tập kém hoặc trốn tránh tham gia học trực tuyến, khó chú ý và tập trung, bỏ tham gia các hoạt động trẻ từng thích trước đây. Trẻ bị nhức đầu hoặc đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, thậm chí là trẻ có thể uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc khác đối với trẻ lớn. Tâm sự trấn an con về dịch COVID-19, đồng thời giải đáp thắc mắc và chia sẻ những thông tin thực tế về dịch COVID-19. Tuy nhiên thì trẻ có thể hiểu sai thông tin và có thể hoảng sợ, do đó cần hạn chế nói chuyện với trẻ về tin tức, sự kiện về COVID-19 với trẻ. Cha mẹ cần khuyến cáo trẻ cố gắng duy trì những thói quen bình thường, sinh hoạt khoa học, lập thời gian biểu cho các hoạt động học tập và nghỉ ngơi hoặc các hoạt động giải trí. Đồng thời cũng hướng dẫn trẻ các hành động hàng ngày để giảm sự lây lan của mầm bệnh như là rửa tay thường xuyên, sử dụng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi, sau đó thì vứt khăn giấy vào thùng đựng chất thải. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, ngày 3 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã gửi thư ngỏ kêu gọi những người đã khỏi bệnh COVID-19, những người đã chiến thắng biến thể Delta tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trích đoạn cuối trong thư của Thứ trưởng Bộ Y tế như sau. Với niềm hy vọng, niềm tin vào sự khống chế thành công dịch bệnh, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Bất kỳ vị trí, công việc nào các bạn tham gia đều được cá nhân tôi và toàn thể nhân dân thành phố trân trọng và biết ơn. Khi các bạn cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe, đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức, các bạn có thể đăng ký tham gia chống dịch COVID-19 tại phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 028-3930-9967 hoặc 0907-574-269. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá mức độ kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 bằng test nhanh và sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất cho các bạn. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng
với sự có mặt của các bạn trong thời điểm này sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ cho lực lượng phòng chống dịch và đặc biệt cho những bệnh nhân COVID-19 và F0. Chúng ta nhất định phải bước tiếp và phải chiến thắng. Thưa quý vị, đó là thông điệp mà Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn mong gửi đến người dân cả nước. Quay trở lại công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 chiều qua, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố cho hay, đến ngày 1 tháng 9, thành phố đã tiêm được 6.225.960 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 5.894.452 mũi, còn mũi 2 là 350.584 mũi. Số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 685.694 người. Xác định vaccine là chìa khóa giúp thành phố Hồ Chí Minh tiến tới kiểm soát được dịch bệnh. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 cho biết sẽ đẩy tốc độ tiêm vaccine trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi được Bộ Y tế phân bổ thêm hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca và Pfizer. Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine từ nay đến hết năm 2021 với 4 giai đoạn cụ thể. Trong đó thì phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ có 100% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Để đạt được con số này thì trong tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh phải tổ chức tiêm cho gần 1 triệu người, tức là mỗi ngày tổ chức tiêm khoảng 35.000 người. Với việc tổ chức tiêm như thời gian qua thì mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Và để đảm bảo an toàn trong việc tiêm vaccine, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thành phố Thủ Đức và các quận huyện cần tổ chức tiêm lưu động, đồng thời là phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và an toàn phòng chống dịch như là các xe tiêm lưu động, các điểm tiêm riêng cho khu chung cư hoặc khu nhà trọ đông người, các tổ tiêm tại nhà. Bên cạnh các biện pháp để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, thì thời gian qua các ứng dụng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã đi vào hoạt động và mang lại những hiệu quả rất đáng kể. Và tuy nhiên thì với nhu cầu của người dân hiện nay, Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt ứng dụng An sinh tiếp nhận trực tiếp thông tin và yêu cầu hỗ trợ cấp bách của người dân gửi đến Trung tâm An sinh Thành phố nhằm giúp người dân được nhận trợ cấp và cứu trợ một cách nhanh nhất. Các loại yêu cầu cấp bách có thể gửi trực tiếp thông qua ứng dụng này sẽ bao gồm là yêu cầu cứu trợ nhu yếu phẩm, yêu cầu hỗ trợ y tế khi cần xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19, yêu cầu cấp cứu đối với các tình huống khẩn cấp. Sau khi tạo thông tin cần hỗ trợ trên ứng dụng, thì yêu cầu của người dân sẽ được chuyển thẳng tới hệ thống quản lý của Trung tâm An sinh để xác minh và xử lý. Việc này cũng giúp giảm tải khối lượng công việc cho tuyến đầu, còn người dân thì được nhận trợ cấp và cứu trợ một cách nhanh nhất. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì Sở đã phối hợp với Sở Y tế và Hội Y học thành phố triển khai kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa thông qua cổng thông tin 1022, chính thức hoạt động từ 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9. Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông, thì thời gian tư vấn được thực hiện tất cả các ngày trong tuần theo các khung giờ cố định. Buổi sáng sẽ từ 8 giờ đến 10 giờ, buổi chiều là từ 14 giờ đến 16 giờ, buổi tối thì từ 19 giờ đến 21 giờ. Kênh tiếp tục nhận được sự tham gia tình nguyện của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Và với việc đưa vào hoạt động kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa thông qua cổng thông tin 1022, thì người dân thành phố có thể tiếp cận một cách dễ dàng, nhanh chóng với những thông tin sức khỏe hữu ích, chính thống, khoa học. Và cũng từ đó cũng giúp người dân có cảm giác an toàn, giữ vững được tinh thần lạc quan khi luôn có các bác sĩ đồng hành trong quá trình phòng chống dịch COVID-19. Và thưa quý vị, tiếp theo bản tin trưa nay thì mời quý vị theo dõi tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương khác trên cả nước. Đầu tiên là ở Bình Dương.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, thì tỉnh Bình Dương chính thức đưa thêm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào hoạt động. Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương được đưa vào hoạt động sau 7 ngày thiết lập với 300 giường, trong đó có 20 giường hồi sức tích cực ICU. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, thì tính đến ngày 2 tháng 9 năm 2021, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh của tỉnh là 64.199 người. Số bệnh nhân đang điều trị là 55.013 người, còn số ca mắc COVID-19 của toàn tỉnh Bình Dương đang có xu hướng giảm. Hiện nay thì số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa chiếm 66% và sàng lọc cộng đồng thì chiếm 21,8%. Tiếp theo là Đồng Nai yêu cầu truy vết nguồn lây vào vùng xanh. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và rà soát cũng như là sàng lọc các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đó thì các địa phương phải chú ý truy vết, xác định nguồn lây từ đâu và lây nhiễm vào vùng xanh. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng ngoài các nguồn lây từ các bệnh viện trở về, các khu chợ thì một nguồn lây khác hết sức lưu ý là tài xế vận chuyển hàng hóa luồng xanh. Ngành y tế tiếp tục tham mưu cho tỉnh hướng tới quy định tất cả các tài xế, người phụ trên xe tải luồng xanh khi bước xuống xe phải mặc đồ bảo hộ, đồng thời là nghiên cứu cũng như là yêu cầu doanh nghiệp quản lý sử dụng lao động thay ca phải đến từ vùng xanh không có dịch bệnh. Ban chỉ đạo khuyến cáo kiểm soát nguồn lây như trên vì ngành y tế có cho hay là một doanh nghiệp sản xuất sữa ở thành phố Biên Hòa sau gần 2 tháng thực hiện 3 tại chỗ đã phát hiện có ca F0. Qua truy vết thì nhân viên y tế xác định nguồn lây đến từ tài xế giao nhận hàng. Bên cạnh đó thì phát hiện một điểm dịch ở trại tạm giam B5 Công an Đồng Nai có 21 phạm nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp nối điểm tin trưa nay thì kính mời quý vị theo dõi thông tin liên quan đến việc tiếp tục tăng đội ngũ shipper mở thêm điểm tập kết hàng. Mỗi ngày thì đội ngũ shipper giao được khoảng 200.000 đơn hàng, trong khi các lực lượng khác như là công an, quân đội, tổ dân phố xử lý được khoảng 100.000 đơn hàng. Khoảng 20.000 nhân viên siêu thị được phép đi làm cũng giúp hơn 600 siêu thị hoạt động trở lại. Các chuyến hàng nông sản đóng gói sẵn từ các tỉnh cũng đã được vận chuyển trực tiếp tới tận các xã, phường. Thời gian tới thì thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tiếp tục cho phép tăng thêm số lượng shipper, nhân viên siêu thị, bảo đảm an toàn, được xét nghiệm thường xuyên theo quy định của Bộ Y tế. Thành phố cũng sẽ mở thêm một số điểm tập kết để đưa thực phẩm, rau xanh thuận lợi hơn nữa cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho hay dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng thêm đội ngũ shipper đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ đi chợ hộ cho những hộ dân có điều kiện. Riêng lực lượng quân đội, công an đảm nhận giao túi an sinh, chi trả hỗ trợ cho những hộ dân gặp khó khăn cũng như thực hiện các nhiệm vụ chống dịch khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng thêm bao nhiêu shipper không quan trọng bằng việc phải có phương án kiểm soát, sử dụng lực lượng shipper, nhân viên siêu thị một cách an toàn. Còn tại Hà Nội, chỉ thị 15 cộng được áp dụng như thế nào? Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho hay chỉ thị 15 và 15 cộng sẽ được quận huyện chủ động quyết định áp dụng linh hoạt đối với từng xã, phường, để đảm bảo hiệu quả khoa học nhất. Việc quyết định xem khu vực nào là vùng xanh, vùng cam, vùng đỏ cũng sẽ được thành phố nghiên cứu kỹ dựa trên các số liệu ca nhiễm, tình hình dịch cũng như các đặc điểm dân cư, xã hội để quyết định. Hiện việc giãn cách xã hội được thực hiện theo 3 văn bản là chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 19 của Thủ tướng. Đây là 3 mức độ giãn cách xã hội được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lựa chọn phù hợp với điều kiện dịch bệnh của địa phương mình. Tuy nhiên, thì một số thời điểm đặc biệt các địa phương có thể điều chỉnh linh hoạt mức độ giãn cách xã hội dựa trên 3 chỉ thị này. Để có chỉ thị 15 cộng là cao hơn chỉ thị 15 và chỉ thị 16 cộng cao hơn chỉ thị 16. Theo đó, thì chỉ thị 15 cộng được áp dụng gần giống với chỉ thị 15 nhưng tiệm cận với mức độ giãn cách ở chỉ thị 16.
Cụ thể là chỉ thị 16 yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, mua lương thực, thực phẩm, cấp cứu, tiêm vaccine, công vụ, chống dịch. Còn ở chỉ thị 15 thì người dân được khuyến cáo không ra ngoài khi không cần thiết, dừng mọi hoạt động thể thao, giải trí, văn hóa và không tụ tập quá 10 người nơi công cộng. Chỉ thị 16 là 2 người. Cả hai chỉ thị đều yêu cầu hàng quán, cơ sở kinh doanh mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, cửa hàng bán thực phẩm, chợ dân sinh, siêu thị bán nhu yếu phẩm được phép hoạt động nhưng phải đáp ứng các yêu cầu về chống dịch. Chỉ thị 16 cũng yêu cầu dừng hoàn toàn các loại hình vận tải hành khách công cộng, dừng việc di chuyển từ khu vực có dịch đến địa phương khác. Trong khi đó, thì chỉ thị 15 chỉ hạn chế việc di chuyển giữa các địa phương có dịch, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật, Hà Nội lại phong tỏa khu dân cư hơn 4.000 dân vì có ca COVID-19 mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết quận đã tạm phong tỏa ngách 32, ngõ 76 phố An Dương vì có ca mắc COVID-19 mới. Khu vực trên hiện có hơn 4.000 dân. Theo ông Khuyến, thì động thái được đưa ra sau khi CDC Hà Nội thông tin một người dân ở đây mắc COVID-19. Theo đó, thì ca dương tính là nữ, 31 tuổi, bán bún ốc và đã nghỉ làm. Sau ngày 28 tháng 8, thì chị bị sốt, ho và đau họng. Đến ngày 1 tháng 9, thì khai báo với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả khẳng định dương tính vào ngày 2 tháng 9. Từ đêm qua ngày 2 tháng 9, thì quận Tây Hồ đã lấy gần 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc, thiết lập 3 vòng cách ly y tế, lắp camera giám sát ở khu dân cư. Và trong hôm nay thì tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu diện rộng cho người dân ở khu vực trên. Cũng theo ông Khuyến thì quận đang chờ kết quả xét nghiệm để xem xét. Trong trường hợp dịch có diễn biến xấu, có thể quận sẽ lên phương án giãn dân. Trong sáng ngày 3 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 2 tháng 9 đến 6 giờ sáng cùng ngày thì Hà Nội ghi nhận 13 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam và Sao Pháp luật Việt Nam. Để xem lại bản tin cập nhật toàn bộ tin nóng về COVID-19 của chúng tôi, quý khán giả có thể xem tại địa chỉ trực tuyến www.tvphapluat.vn hoặc trên fanpage và kênh YouTube của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên Sao Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ sao.baopháp luat.vn. Kính thưa quý vị, mọi ý kiến thắc mắc quý vị vui lòng gửi về 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090 9194000. Ngoài ra, quý vị có thể gửi thông tin về email info@truyenghinhphapluat.gmail.com hoặc bạn đọc.saophapluatvietnam@gmail.com. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin phòng chống COVID-19 tối nay.